Xin được mến chào quý bà con và các bạn xem kênh. Hôm nay mình tiếp tục review vô lô hoa giấy nha bà con. Mình có một số loại hoa giấy siêu hoa, ra hoa quanh năm liên tục luôn. Rồi mình mời bà con và các bạn cùng gặp Văn Giang ha. Rồi chào anh. Rồi chào anh Linh, chào bà con ha. Này có số hoa giấy vô lô cả nhà nữa ha cả nhà. Bắt đầu cây này là gì à? Đế bế quái không cả nhà? Đế quái siêu hoa. Lô này đế bế quái không à? Này 2 mẫu cả nhà. Cao nó 70. Bộ ngang 75. Mới cuộn thiên xương lại ha, đang có vòng. Có 13 cái nhà mình đây. À 2 màu cả nhà, trắng tiết và tím tiết ạ, mã số 1. Mấy cái loại này nó xiên bông lắm nha bà con. Ra hoa rất là dày. Mã số 1 trắng tiết và tím tiết. Chậu cái gì lại xin giao lưu của nhà mình là 360k cái nhà mình đây. 360. Rồi mã số 1 ha. Bao ship bao sống giữ chậu luôn hết nha. Đúng rồi, bên đây là bao ship bao sống luôn nha, cho cả nhà mình luôn ha. Cả nhà cứ có hộp nhã cái nào cứ chốt alo số điện thoại của nhà vườn Văn Giang em anh Lim ghim trên màn hình nha cả nhà. Đây là mã số 2 cây cẩm thạch tím ha. Cẩm thạch tím. Cao nó là 50. Ngang nó 40 hơn. Mình có là 10 ạ. Mã số 2 cái nhà đó cũng một gửi lắc lắc gì quấn quấn vậy ha. Rồi mã số 2. Mã số 2 cẩm thạch tím này xin giao lưu cả nhà mình là 200k cả nhà mình đó. 200k. Cái cẩm thạch tím mã số 2 này ha. Cây đẹp nha mọi người. Dáng vùng lực. Đây ta cái này chưa ra tàn không, mã số 3. Hai màu đá luôn nè. Cành vàng lá ngọc và cái tím bướm nha, đang búp nha. Mã số 3 luôn là đế bế quái không nghe cả nhà. Đó. Này là cao 80. Ngang đều đây là 57 ạ. Mình có đây là 17 cái nhà mình đây. 9 16 rưỡi đi. Đó, đế quái ha. Ba bốn rưỡi quấn quấn gì ha. Này tím bướm nha, cành vàng lá ngọc cả nhà. Mã số 3 ha. Cây này xin giao lưu cả nhà mình là 370k cả nhà mình đây. 370. Cây mã số 3 cành vàng lá ngọc và tím bướm ạ. Rồi, mã số 4. Đây, đế quái nó sáng sáng luôn đây. Quấn quấn là lò xo ha. Cây một rễ quái. Này là tím Pháp cả nhà. Cao 75 ạ. Ngang nó 60 hơn ạ. Mình có đây là 11 nha cả nhà. Mình có 11 ha. Mã số 4 cả nhà mình đây. Mã số 4 là tiếng Pháp vậy xin giao lưu cả nhà mình là 290k ha. 290 nha cái tiếng Pháp nha cả nhà. Mã số 4 ạ. Rất là sung nha bà con. Mấy con tàn nó ra đầu quá chừng luôn. Đây, mã số 5. Tím bướm cả nhà mình đây. Mới cuộn dậy ra ha lại ha. Hoa quá chừng rồi nè. Đang bút. Siêu hoa mà. Cao nó 65 ạ. Ngang này 55 ạ. Có là 14 gửi cả nhà mình đây. Có 14 gửi mã số 5 ha. Tím bướm gì xin giao lưu cả nhà mình là 350k cả nhà mình đây. 350 cái tím bướm mã số 5 ạ. Cây con tàn lại ra nụ quá chiều. Con đặc tàn nha cả nhà. Rồi, ok. Này, 2 màu luôn ha, mã số 6. Độ. Quá tiếc, quá quá nha, tím tiết thì trắng tiết cả nhà mình đây. Xiên hoa quá chừng luôn. Cao nó 90. Ngang 75. Mình có vị trí này 14 nha cả nhà. Ở hai gửi nó quấn quấn nhau ha. Cái trắng tiết thì tím tiết mã số 6 cả nhà. Cây vậy xin giao lưu của nhà mình là 370k cả nhà mình đó. 370 ạ. Cho 2 màu ạ. Ok. Mã số 6 cả nhà. Rồi, tên mã số 7, cẩm thạch tím quấn quấn lọt xỏ luôn. Đây.
mà số 7 một cái vấn gì luôn nha. Vấn là sao? Đó. Cao đây là 62. Ngang này 50. Cổ đây 12 cái nha. Mã số 7 ha. Con thạch tím. Cây này xin lưu cái nhà mình là 290k cái nhà mình đây. 290. Cho mã số 7. Số 7. Đi lộn. Cắm thạch tím siêu hoa. Số 7 cái nha. À, con cây duy nhất luôn. Chạy lên kèn này, mã số 8. Đó đuôi cáo. Đó đuôi cáo cái nha. Cái này là 87 ạ. Ngang đây là 40 ạ. Này là cổng ghế nha cái nha. Mình có 11 hơn ha. Mã số 8, đó đuôi cáo cái nhà mình nè. Cây đỏ đuôi cáo xin lưu của nhà mình là 280k ha. 280 đỏ đuôi cáo mã số 80k nha. Tới mã số 9 được. Tím siêu hoa cẩm thạch. Cẩm thạch tím cơ nha. Mã số 9 ạ. Cao nó 65. Ngang 50. Cây này đế sổ. Đế sổ và dài quắn đẹp ha. Mình có nó là 15 cái nhà mình ơi. Cẩm thạch tím mã số 9 vậy xin lưu cái nhà mình là 300k cả nhà. 300k cẩm thạch tím mã số 9 vậy. Rồi, ok. Tới mã số 10 cái nhà mình nè. Đục một nồi luôn ha. Tím bướm. Tím bướm. Cây mới con tàn nó ra. Mới cuốn. Nó mới búp đọt cái gốc hoa theo cái nhà. Là nó ra hoa liền ha. Ừ. Loại siêu hoa. Cao 60. Ngang 50. Có vị trí này là 14 ạ. Ừ. Tím bướm nha. Tím bướm vậy xin Zalo cái nhà là 320k cả nhà. Mã số 10 ha. 320k tím bướm mã số 10 ạ, một nồi gửi ha. Đó, tới mã số 11 cẩm thạch tím cả nhà mình đây. Đó, thạch tím siêu hoa. Lắc ngon. Cái này dáng lắc tàn tròn đẹp nha mọi người. Lắc qua lắc lại ha. Cao là 62. Ngang 50. Hoành cổ cho cái ghế này thì nó là 15 nha cả nhà. Chỗ cổ ghế ha. Mã số 11 cả nhà. Cái cẩm thạch tím vậy xin giao lưu cả nhà mình là 290k cả nhà mình đây. 290. Cẩm thạch tím mã số 11 ạ. Dáng lắc lượng tàn tròn. Tím mã số 12. Một cái tím bướm. Tím bướm nha cả nhà. Quá trời nụ nè. Nó sung hết biết luôn, mới cắt rồi gà lại. Cao nó 60. Ngang đeo đây là 55. Có là 14 hơn rồi cả nhà. Đó. Cái tím bướm mã số 12 cả nhà. Cái vậy xin giao lưu cả nhà mình là 300k luôn cả nhà mình đó. 300k. 300k. Tím bướm đang rộ rực hoa luôn. Mã số 12. 12 cả nhà. Tới mã 13. Đục. Đấy. 13 cả nhà. Tím tiết và trắng tiết ha. Cao đây 80. Ngang 75. Cổ là 16 rưỡi nha cả nhà. Hai màu ha, trắng tiết và tím tiết, để sổ đẹp luôn ha. Cái gì xin giao lưu cả nhà mình là 370k cả nhà mình đó.
370 cái hai màu, mã số 13 cả nhà, trắng tiết và tím tiết ạ. Rồi ok. Cái mã số 14. Một màu nghe thấy nha. Tím tiết nha. Cao 80. Ngang 53. Quần cổ là 13 hơn nữa nha. Đó, một màu trắng trắng tiết, ôi tím tiết ha, mã số 14. Cây này đế sổ đẹp. Đó. Nó rất là quái luôn. Lằng hoằng lằng hoằng. Ghế bự giờ ghế phụ ha. Rồi giá sao đây? Rồi cây mã số 14 xin lưu cả nhà mình là 330k cả nhà mình ơi. 330k. Thì mã số 14 ạ, tím tuyết ạ. Ok. Rồi cây mã 15. Tím cẩm thạch tím cả nhà mình ơi. Cây xin là bà con à, tím cẩm thạch siêu hoa. Đó. Cao 60. Được, này tàng bự ha. Ngang 55. Cổ này thì gần 10 cái nhà mình đây. À, cẩm thạch tím cái nhà. Cây vệ sinh luôn cái nhà mình là 280k cái nhà mình đây. 280. Cây phơm tàn tròn lục lực bonsai. Lục lực luôn. Đẹp. Mã số 15 nha cái nhà. Cái mã 16, cẩm thạch tím đây, độ cây này đã ha. Cây này dán dán thú luôn ha. Một cục luôn. Cao nó 65. Ngang 45. Mình cổ cho cái ghế là 15 cả nhà mình đây. Đó. Dán hình thú ha, mã số 16. Hình thú dán bay luôn. Rồi giá luôn. Cái cẩm thạch tím này xin giữ luôn cái nhà mình là 300k cả nhà mình đây, mã số 16 ạ. Rồi, cây đang nụ quá nhiều luôn mà con ơi. Ừ. Nào, đang búp. Mới cuộn búp lại ha. Mã số 16 cả nhà. Mã số 17 ạ. Số 17. Một màu cả nhà. Trắng tuyết con ơi. Trắng tuyết. Cao là 80. Đó, mới cuộn xương nữa ha. Ngang 56 ạ. Có chỗ nhỏ là 15 nghe cả nhà. À, chỗ đầu nhỏ này ha. Mã số 17, trắng tiết nữa nha. Cây trắng tiết mã số 17, xin giữ luôn cái nhà là 360k cả nhà mình đây. Để sổ sạch đẹp. Để sổ dài ha. 3 4 cộng quấn quấn quần quần ha. 360 cho cây trắng tiết mã số 17 cả nhà. Dạ, mã 18. Cây hai màu. Đó, một cái vấn và hai màu lên cả nhà. Trắng tuyết và tím tuyết. Ghi này nè, không ra đâu. Dạ, ra. 18 cả nhà. Hai màu hai một cục bự luôn ha. Cao là 90. Ngang là 70. Rồi chỗ này coi. Vị trí này là 15 nha cả nhà. Đó. Cổ nhỏ này ha. Mã số 18 nha cả nhà. Đó. Quấn 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 ha. Đây là mã chót ha cả nhà. Rồi, ok. À, cây vệ sinh giao lưu cả nhà mình là 360k cả nhà mình đó. Trắng tiết và tím tiết ạ. À. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem hết video. Cả nhà hợp nhã cái nào cứ điện thoại của xin nhà vườn Văn Giang em lim ghim trên màn hình cả nhà. Chào tạm biệt cả nhà. Rồi, cảm ơn anh Giang nha. Mình chúc bà con một ngày xem một lớp thật vui vẻ nha bà con. Hẹn gặp lại bà con những clip tiếp theo.